Bữa nay nè, con ăn thức ăn là ăn cái gì ở Tường Lam? Dạ con lên trên công ty con ăn xôi. Ăn xôi hả? Xôi với thịt bằm đúng không? Xôi với đậu phộng. À xôi với đậu phộng mà. Tại sao lại mình không ăn thịt nhỉ? Thịt ngon quá trời mà. Thịt đó là mình ăn vô rồi nó sẽ quán hận mình. Ai quán hận mình? Con thịt đó nó sẽ đòi thịt của con nấu lại. Ví dụ mình ăn con vịt đúng không? Dạ, ví dụ rồi. Như là bây giờ chú Phú ăn một con vịt con thì ai sẽ oán hận chú Phú? Là con vịt hồi nãy nó chú đã ăn. Nó ngủm rồi mà. Nhưng mà nó dạng con oán hận. Hồi mai mốt chú Phú nó sẽ vô địa ngục. Là ngục tối, hai mắt bị mù luôn. Là nó đẩy chú Phú vô ngục luôn. Wow. Dạ đúng rồi. Những điều như vậy mình là thành người súc sinh luôn. Trời ơi, mình thành người súc sinh luôn. Những điều như vậy là bé học từ đâu à? Chị không biết cái này, bé tự nói á. Anh với chị cũng sợ lắm. Nghe nói vậy đó thì mình cũng ăn chay luôn. Nói biết rồi, ba mẹ giờ ba thì chưa ăn chay nhưng mà mẹ thì ăn chay. Nghe bé nói biết sợ ăn chay luôn. Nhìn bé thì em cảm thấy là bé rất là thích bên Phật Pháp. Vậy gia đình anh chị là hiện nay công việc như thế nào, mà có liên quan gì tới chùa Phật không? Không, xã chị thì làm bên trưởng phòng kinh doanh của một công ty thôi. Còn chị thì làm bên trường lái gì, chứ không có ai biết gì Phật Pháp gì hết rồi. Cũng đâu có biết gì, cũng đâu có đi chùa thường xuyên gì đâu. Nhưng mà bé thì lại vậy á. Như vậy là từ nhỏ bé cứ ăn đồ mặn vô ói, sau đó là gia đình buộc phải cho ăn chay. Rồi cái duyên số như thế nào mà bé lại mặc những cái bộ đồ lam của nhà Phật như thế này à? Nó lại thích, nó là thích. Ví dụ mình mặc đầm mặc quấy cho nó thì nó là không thích, mà nó chỉ thích mặc mấy bộ đồ này. Nó nói là con hút đồ lam. Vì con tên là Lam, con mặc đồ lam, nó nói vậy đó. Ủa, là ban đầu ai là người đặt tên Lam? Chị. Chị đặt tên là Tường Lam. Con mốt con lớn rồi, con Nguyễn Thành Phật Ngư Lam. Tương lai. Tương lai hả? Dạ, tương lai con sẽ thành Phật Ngư Lam. Con đến đây làm gì? Nhưng mà đừng nói, Thiên Ma nó bắt con á. Trời ơi. Thiên Ma hả? Dạ, Thiên Ma nó thấy con. Con hình như là con thích coi phim kiếm hiệp lắm đúng không? Con biết coi phim Phật Pháp. Con thích coi phim Phật Pháp hả? Với lại Thầy Pháp Hòa. Thầy Pháp Hòa nữa. Chú hỏi con nè. Chú đang thắc mắc cái chuyện ăn chay, trước chú phải làm rõ cái chuyện này đã. Từ hồi nhỏ có ai bảo con là nên ăn chay cho khỏe không? Dạ không. Chứ tại sao là con thích ăn chay? Tại ăn chay là tốt nhất luôn. Ăn chay là tốt nhất hả? Ăn chay là mình không có gặp điều ác, mình sẽ gặp điều thiện. Ai dạy con như vậy? Dạ con tự biết. Tự biết? Dạ. Chắc là con coi trên YouTube đúng không? Dạ không có, con tự biết trong đầu con suy nghĩ. Trời ơi, bây giờ là đang học lớp mấy nè? Con thấy học lớp lá ba. Lớp lá đúng không? Trời ơi, các bạn tin không, được một em bé ăn chay toàn tập từ đầu tới cuối mà người rất là đầy đặn nha, khuôn mặt rất là sáng, đặc biệt là đôi mắt là mình nhìn vô một cái là giống như là chìm đắm trong đó, nó không thể rời đi được. Con nhìn giống ai ta? Con giống mẹ. Trời, đôi mắt này cũng hơi hơi giống mẹ ha. Trời ơi, đẹp quá trời là đẹp. Ở trong lớp mẫu giáo của con á, rồi con đi như vậy, rồi con thấy bạn nào ăn chay như con không? Dạ không, toàn là mấy bạn ăn thịt cá không à. Ủa, mấy bạn thịt cá không? Rồi vậy thì con phải mang thêm chuối, mang cơm đi ăn riêng à? Con tự lột chuối ra, con bỏ vô cái chén để con ăn cơm với chuối. Bây giờ chú Phú hỏi con nè, con ví dụ con ăn con vịt thì con vịt oán hận, mà con ăn trái chuối cũng phải oán hận chứ. Cái nào cũng có sự sống mà. Cái chuối đó không có oán hận, chuối đó là đồ chay. Chuối đó có vitamin giống như quả cam vậy. Cái chuối đó là không biết oán hận à? Có là con cá nó oán hận thôi, tại nó tanh, nó có máu. Cái nào mà có máu là oán hận hả? Cái nào mà có máu là mình ăn vô mình sẽ tội, còn cái nào mà không có máu là mình ăn được. Nếu mà nó có máu thì mình trì chú cho nó mình mới ăn được. Nếu mà mình không trì chú cho nó là mình sẽ ăn không được. Mình ăn vô là mình sẽ tội. Như vậy là bí kíp là ăn để không tội là phải trước khi ăn là trì chú. Rồi giờ bài cho chú Phú cách trì chú. Chú Phú tự nhiên dạo này chú Phú thì bỏ ăn mặn, quay lộ bỏ ăn mấy con động vật trên cạn là cũng gần 2 năm rồi, nhưng mà bây giờ chú Phú tự nhiên thấy thèm lại. Bài cho chú Phú cách trì chú rồi. Mình
Nhưng mà mình lại quan âm hàng ngày, mình cho quan âm cho mình đừng có hèm thịt chình lộn hay là cá hay gì á. À, là quan âm sẽ phù hộ cho mình. Vậy là quan âm cho phép mình ăn mấy đó? Quan âm phải cho ăn chay thôi. À, quan âm chỉ cho ăn chay. Mình phải hàng ngày mình phải lại 108 lại. Chú Phú nghe đồn là con là lại giỏi lắm, có thể lại 108 lại luôn hả? Dạ con biết. Lại 108 lại con biết. À, kính thưa các bạn, Phú rất là bất ngờ nha, là mẹ của bé có chia sẻ những cái clip mà bé lại nồi lễ trước bàn thờ, nhìn nó rất là giống như là một người mà có căn tính Phật pháp lâu năm vậy các bạn. Không tin được đây là một em bé 4 tuổi và có những cái kiến giải như vậy, mà từ nãy lò nó đứng nó chấp trời nó lại riết. Cái chị đó là chỉ ở công ty của chú á, mà chỉ là cũng ăn chay 8 năm rồi đó, mà họ nói về cái chuyện ăn chay là chị đâu có lý giải bằng con đâu. Ăn chay là cái đồ chuyện rất khó nhất luôn. Rất khó luôn phải không? Dạ đúng. Ăn được thì rất là tốt đúng không? Mình ăn là phải mình phải ăn cho chị chú mới được, mình phải chị chú cho nó mới được. À, tức là ăn con vật á thì phải là giống như là mỗi lần mà ba nó làm gà làm vịt gì đó, nó đứng ngoài nó độ với mấy con vật đó. Bây giờ những con gặp đó con nhìn thấy mấy con vật đó con nói là sao? Con nói là những con vật ta đã thấy trên các người để khởi niệm quy y Phật, quy pháp, quy tâm, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tâm không đọa súc sinh, Nam Mô Di Đà Phật. À, tức đó là trì chú hả? Đúng rồi, nó đội mấy con vật đó xong rồi mới được ăn. Nhưng mà hạn chế, ba nó nói ba nó vậy đó. À, tức là bé vẫn khuyên ba mẹ là nên ăn chay. Mà nếu mà do ba mà thèm đồ mặn quá thì bé mà thấy cảnh mà mấy con vật đó qua đời thì bé phải trì chú để cho kiếp sau nó may mắn hơn hả? Nó được qua về cõi an lành. À, về cõi an lành hả? Nếu nó không về cõi Tây Phương được thì về cõi an lành là về cõi trời. Wow, cõi Tây Phương ngon hơn hả? Cõi Tây Phương là rất là đẹp. À, cõi Tây... Hoa sen của con hiện tại rất là tên của con tên là Nguyễn Tường Lam. Nguyễn Tường Lam. Hiện tại hoa sen con đang nở ra rất là đẹp. Đâu? Chỗ nào hoa sen chỗ nào? Đang ở trên nấm mai niệm Phật, đang ở trên cõi Tây Phương. À, bây giờ chú Phú chuyển sang cái lạ cái thứ hai của con, đó là cái việc mà con có thể là đón tuổi thọ của mọi người. Bây giờ con nhìn chú Phú coi, con thử chú Phú ăn ở sao, ở được sống được bao nhiêu tuổi coi. 87 tuổi. 87 tuổi hả? Dạ. Tại chú tâm của chú rất là lương thiện. Dạ. Tâm của chú rất là lương thiện. Rồi bây giờ coi đi, coi cái cô này, coi cái cô này là cũng hay là ăn chay với tích đức lắm nè. Coi thử cái cô này bao nhiêu tuổi à? Dạ, 9 mấy tuổi lận. Trời ơi, dữ vậy. Dạ, tính ra cô này lương thiện hơn chú á. Đúng rồi chú, tại chú đó, tại chị đó ăn chay niệm Phật nhiều. À, hàng ngày lại 108 lại, rất là nghe lời con. À, nghe lời. Rất là tin con. Rất là tên con, rất là nghe lời con. À, vậy là bạn này ăn chay 8 năm rồi, bạn Loan ăn chay 8 năm rồi. À, nên là sống được tới 9 mấy tuổi. Đúng chưa? Chị chú gì bé? Chị chú rể quê. À, chị nghe, chị chưa thuộc. Chị học theo em đi, từ từ chị sẽ biết. Bây giờ chú hỏi đang rất là thắc mắc cái vụ mà cho con đón tuổi nè. Con căn cứ vào đâu mà con đón chú là thọ 87 tuổi? Dạ con tự biết trong đầu con suy nghĩ là con biết là 87 tuổi. Có hiện lên trán không? Dạ có, con thấy nó không có mờ. Ý là trong trán của chú là có gì? Con trong trán chú thấy có hình hoa sen với lại cái số con số nữa. Con số 87 hả? 87 với lại hoa sen ở trên đây nè, cái bên cái hình số. Ở đây con thấy trên trán chú có một con hoa sen với một con số 87 đúng không? Đúng rồi, rất là lương thiện. À, rất là lương thiện. Bây giờ là chú muốn số nó to hơn, tính chú tham lắm. 87 là chú chưa chịu tới sống tới chỗ đó. Chú muốn 100 tuổi và chú làm sao cho cái số nó to lên? Chú phải làm điều thiện nhiều lên, rồi xong cái hàng ngày biết nghe lời niệm Phật, ăn chay, biết tin Phật, biết tin Phật pháp, biết đi con đường chánh pháp, biết niệm Phật ăn chay, rồi biết cho 1.000 cái gạo.
Cho 1.000 ký gạo hả? Cho 1.000 ký gạo cho người nghèo là mình tốt hiện lắm rồi. À. Cái đứa của mình rất là vô lượng, nó càng này nó càng lên hơn 100 luôn. À. Nó sẽ càng ngày nó sẽ mới mốt mình ngủ mình làm mơ mình thấy mình được lên được về cõi Tây Phương thì nó sẽ ra ngoài đời thiệt luôn. Dạ. Thì mình muốn về cõi Tây Phương là mình phải niệm Phật ăn chay mới được rồi. Dạ. Như vậy là bây giờ là theo ý của bé là Phú đây à, muốn mà sống thọ hơn 87 tuổi thì phải niệm Phật nhiều hơn, ăn chay nhiều hơn, làm việc thiện nhiều hơn, có gạo bao nhiêu phát hết. Mà giờ phát hết rồi giờ con chú đó thì sao? Từ từ bỏ vô hùng công đức rồi từ từ mình sẽ có trong tài khoản, hay là có tiền mặt ở ngoài trước mặt, hay là có tiền liền ở trong bóp luôn phải gì. À, tức là mình cứ cho đi một cách phóng khoáng đi rồi tự nhiên là tiền bạc nó tới phải không? Từ từ mà nó sẽ tới. Trời ơi, các bạn tin không đâu các bạn. Một em bé 4 tuổi mà nói những cái ý niệm nó hết sức là sâu sắc ha. Phú là không chưa nói cái chuyện là đúng hay sai ở đây nha các bạn, nhưng mà cái cách mà diễn đạt cũng như là những cái ý niệm mà bé truyền đạt là Phú thấy là một người mà trưởng thành cả như Phú nhiều khi nói không được đó. Chú có biết Phật mẫu Diêu Trì không? Phật mẫu Diêu Trì Phú cũng không rành nữa quý vị đó là sao? Chùa Bà Mốt con có thể lại Quan Âm được. Con tự niệm Phật đó. Bây giờ chú nghe nói là con thuộc rất là nhiều bài kinh kệ nè, con đọc hết cho khán giả đọc lại bên dưới nghe coi. Đâu, con nhìn thẳng vô máy ảnh đó, con đẹp lắm, nhìn thẳng vô đó. Nào, con sẽ làm chú dược sư. À, con đứng bên hoa lan này, con đọc cho đẹp nè nha. Đó, thấy không? Rồi. Nam mô Bạt Già Phật Đế Bể Sắc Xả Lũ Lô Hít Lô Ly Bất Lật Đà Rắc Ra Sợ Giả Tắc Hai Tiết Ra Gia A Rắc Đế A Rắc Đế Tam Hiệu Tam Bột Đà Gia Đét Đại Ca Én Bể Sắc Hời Bể Sắc Vệ Bể Sắc Xả Tam Một Tiết Tế Tó A Tam Một Tiết Tế Tó Hoa Tam Một Tiết Tế Tó Hoa Tam Một Tiết Tay Nhân Họ Dược Sư Ly Ba Bố Phật. Nhờ ơn Đức Phật xuất hương hãy cứu lấy linh hồn cho con được hết bệnh, được mau tiêu tan hết. Đó là kinh chú dược sư. Chú Đại Bi đi. Chú Đại Bi thì chú Đại Bi là rất là khó nhất, nhưng mà mình phải đọc trong cho càng ngày mình sẽ càng tốt hơn và mình sẽ còn có lương thiện hơn. Nam mô Đại Bi Hội Hưởng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Hưởng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Hưởng Phật Bồ Tát. Hiên Hữu Hiên Nhã Luân Lờ Đại Bi Tâm Bà La Ni. Nam mô Hắc Đà Đắc Đà Đa La Dạ Gia. Nam mô A Rị Gia Bà Lưu Kiết Đới Đú Bắc Đa Gia Bồ Đề Tắc Đỏ Bà Gia Ma Ha Tắc Đỏ Bà Gia Ma Ha Ca Lu Ni Ca Gia Ế Tắc Phật Ra Phật Dệ Số Đắc Ra Đắc Tỏ. Nam mô Tắc Kiếp Lật Lộ Đi Quân A Rị Gia Bà Lưu Kiết Đới Đức Phật Đa Lăng Đà Bà. Nam mô Ra La Cẩm Trì Hư Rị Bà Sơ Mới Tắc Bà A Ha Đạo Dư Bậc Ở Hà Dược Tắc Bà Tắc Na Ma 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 Tắc Ra Ma 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 Dạ Ma Phật Rà Rạo Rác Rị Ha Em Bà Lu Hê Lu Ca Rác Ca Ra Rế Chi Ra Rị Ma Ha Bồ Đề Tắc Lỏ Tắc Rà Tắc Ma 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 Ra Ma 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 Đi Đại Dựng Cô Lu Cô Lu Ít Mông Rỡ Lu Rỡ Lu Phật Xà Gia Đới Ma Ha Phật Xà Gia Đới Rà Ra Rà Ra Đi 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 Đức Phật Đại Gia Giá Gia Ra Ra Mà Bà Phật Đại Ra Bậc Rế Lợi Y Hơi Hơi Hắc Là Hắc Là A Xong Mở Xá Lợi Phật Xong Phật Xong Phật Với Xá Gia Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hô Lô Hơ Rị Ta 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 Ra Tắc Rị Tắc Rị Tô 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 Lô Tô Lô Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Di Đế Đệ Dạ Na Kinh Na Cẩn Trì Chú Phú xin phép nha, ngắt lời con tí. Cái này là ai dạy con vậy? Dạ con tự biết. Cái đó rất là dài mà con có thể đọc được. Con chú thấy dài quá này, chứ mấy trang luôn á. Nhưng mà con đọc được. Nhưng mà mình đọc tiếng Phạn đi, tiếng Phạn ngắn hơn. Con biết tiếng Phạn luôn hả? Dạ con biết, tiếng Phạn là Ấn Độ lận. À rồi con đọc thử một bài tiếng Phạn cho chú Phú nghe thử. Con cần uống nước không? Dạ con cần. Dạ con không cũng cần, nhưng mà con đọc chú Tị Tạng được không? Chú Tị Tạng là chú kêu bạn ở dưới địa ngục á. Địa ngục hả? Địa ngục á, kêu bạn ở dưới địa ngục. Viên sa mô thi su ha. Viên sa mô thi su ha. Viên sa mô thi su ha.
À, chú Phú hay mà đi phóng sinh nghe mở bài hát này lắm. Cái đây bài hát gì vậy ha? Omaha when someone is so hard. À, là con vừa nói bằng tiếng gì á? Bằng tiếng chú Địa Tạng như Bồ Tát. Địa Tạng hả? Địa Tạng Dương Bồ Tát. Trời ơi trời, không tin nổi 4 tuổi mà dạy các bạn. À, em cảm thấy hết sức là bất ngờ. Một bé mà mới có 4 tuổi thôi mà là kinh kệ mà thuộc lâu lâu như vậy. Mọi chuyện nó bắt đầu như thế nào chị? À, chị chỉ biết là hồi lúc năm 2019 thì 2020 á, lúc 3 tuổi á, bé nói chuyện được với ông thằng Tài nên chị mới theo dõi. Thằng Tài ông Địa lúc đó là chị đang làm bánh bao chị cho người ta. Thì bé mới lại nói là tại sao ông thằng Tài ông Địa hỏi mẹ là tại sao không cúng trong thằng Tài ông Địa trước mà mẹ đi cho người ta trước. Mẹ phải kính trong nhà trước xong cúng lên bàn thờ xong rồi mới được cho bố thí ở ngoài đường. Rồi sau đó mình mới nhớ lại mình đang ăn cơm mình nghe vậy mình cũng phải đi nhào bột để mình cúng cho ông thằng Tài ông Địa là cái mới. Thì nó mới lại nói với ông thằng Tài ông Địa là mẹ con là không có ý vậy nên mẹ con không biết, người không biết là không có tội nên ông tha lỗi cho mẹ. Xong rồi nó đem bánh lại mà lúc đó mới có 3 tuổi thôi, rồi hai vợ chồng thấy điều đó lạ. Rồi từ 3 tuổi con đã biết giao tiếp ông thằng Tài ông Thổ Địa hả? Dạ con tự biết rồi. Ông Tài nói gì với con? Nói là sao mẹ con không cúng cho ông Địa Hằng Tài, sao lo cho bố thí cho mọi người mà không cúng cho ông Địa Hằng Tài. Ủa gì ông Địa Thần Tài là ông mở miệng ông nói ra luôn hả? Con nghe tiếng nhưng mà nó nhỏ nhau con hãy nghe được. Dạ ông kêu Tường Lam tới đây ông Địa nói này hay sao ông mà kêu con rồi con mới qua con nói là gì ông Địa Hằng Tài, ông Địa Hằng Tài mới nói vậy con mới thiệt con mới kêu mẹ. Nhưng mà ông thằng Tài hay ông Thổ Địa ông kêu như thế nào, ông kêu Lam tới đây nói này hay sao ông nói ông kêu kỹ kêu là Lam ơi lại đây ông Địa Hằng Tài mới nói gì cho con nè. Rồi bây giờ là hai ông cùng nói một lượt hay luôn hay là ông thằng Tài nói trước ông Thổ Địa nói sau kể kỹ rồi ông Địa Hằng Tài hai người nói cho con ông nghe. Nhưng mà ông nào nói trước? Dạ ông Thổ Địa. Ông Thổ Địa. À. Ông Địa. Ông Địa thì ông có bụng ông to, ông ham ăn thì đúng rồi, còn ông thằng Tài thì ông cũng nói vậy luôn hả? Ông Địa thằng Tài nhưng mà cũng hai ông cũng nói luôn á. Đó là lần duy nhất con nghe hai ông có nói hay là sau này mấy ông vẫn cứ nói nữa? Con cũng không biết luôn con, nhưng mà ông Địa thằng Tài nói với con là mẹ phải cúng mới được, mới mốt bố thí hỏi gì là phải cúng cho ông Địa thằng Tài mới được. Lo trong nhà trước rồi sau mới cho người ngoài đúng không? Dạ đúng rồi. Con chú còn nghe một cái chuyện rất là kỳ cục là con có thể là thấy được những cái đấng khuất mày khuất mặt, ví dụ như con đi qua một cái đám tang thì con sẽ như thế nào? Cúi đầu. Rồi con có từng thấy ai mà kiểu như là ẩn hiện ở xung quanh cái đám tang đó không? Dạ con thấy mấy vị đó đang chào con chào lại mấy vị đó. Mấy vị đó hả? Mấy vị đó như thế nào? Trông như thế nào? Mấy vị đó chào con vậy nè. Mấy vị đó như thế nào? Mấy vị đó nói là chào con đi đâu vậy con? Con đi giờ hay là đi con đang đi làm vậy? Nhưng mà mấy vị đó là người hay là ma? Người. Người hả? Có mặc quần áo bình thường không? Bình thường nhưng mà nó mờ mờ. Mờ mờ hả? Kiểu như là trong veo luôn, là mình xuyên cái tay qua là hả? Con thấy nó mờ mờ. À. Nhưng mà vị đó đi trên mặt đất hay là đi hỏng chân lên mặt đất? Con thấy đứng bình thường thôi à. Đứng bình thường. Dạ. Nhưng mà mẹ con có thấy không? Dạ mẹ con không thấy, còn con thì thấy. À, nghĩ là sao nhỉ? Không biết, chị đi ngang đám tang thì thấy đám tang nào bé nó cũng cúi đầu hết á. Nên chị mới hỏi là sao con cúi đầu vậy, thì nó nói là con thấy mấy vị đang làm nhiệm vụ nên con cúi đầu. Mấy vị đó chào con. Mấy vị đó chào con chào lại. Nhưng mà chị đâu có thấy ai đâu đúng không? Không. Trời, thấy chắc xỉu quá. Thấy chắc xỉu à. Mấy vị đó đang làm nhiệm vụ gì ấy con? Đang làm nhiệm vụ để mấy người trong đám tang nó được siêu thoát. Mấy thầy tụng đúng không? Nhưng mấy thầy tụng nhưng mà cái đó nó mờ mờ, nhưng con thấy nó mờ mờ chút xíu thôi nhưng mà con thấy được. À. Nhưng mà hay là bé lộn mấy ông thầy tụng? Con hả? Con ngủ rồi là mơ con có thấy mà ngầm cứ treo lên trên nắm mày á, lúc con đi mẹ Nam Hải á, là con ngủ rồi là mơ thấy vậy rồi. Nói mà ngầm. Con đi mẹ Nam Hải thấy Quan Âm luôn đứng trên đám mây luôn.
Tức là cụ thể là con thấy những cái hình ảnh mà người đời coi là ma đúng không? Không phải, con tại con niệm Phật con thấy những mấy một vị Phật thôi. À. Còn mình không ăn cha mình ăn mặn là mình thấy ma. Ừ. Bây giờ con cái chuyện mà con mà ví dụ con nói chuyện được với thằng tài thổ địa là chú Phú là cảm thấy khó tin lắm. Giờ con nói thiệt với chú Phú đi, cái đó có phải là con tưởng tượng ra không vậy? Dạ con không có tưởng tượng nhưng con tự biết. Tự biết? Con tự biết ở trong đầu con suy nghĩ là niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ trong đầu niệm Phật hoài luôn. Ừ. Cái nào con tự biết anh. Hôm bữa con đi học về con thấy cái cục đá nó có chữ Nam Mô A Di Đà Phật, con cúi đầu niệm Phật luôn. À. Bây giờ chú Phú học. Cái bên đèn đỏ đèn xanh á. Ừ. Con có biết tiền kiếp con, nghĩa là kiếp trước con là ai không? Con là một vị Phật tên là Ngư Lam. Con kiếp... là một ni cô. Kiếp trước con là một ni cô. Với lại một vị Phật tên là Ngư Lam. Ủa, là vị ni cô đó sau phát triển thành một vị Phật hả? Vị Phật tên là Ngư Lam, tại tên đó giống con á, tên là con tên là hiện tại tên là Nguyễn Tường Lam. Sau này con nguyễn hình Phật rồi tên là Ngư Lam. À, sau này con sẽ thành Phật tên là Ngư Lam. Dạ. Tương lai con sẽ biến tương lai con sẽ hình một vị Phật. À, con kiếp trước của con là một ni cô. Dạ. Mà ni cô kiếp trước là ni cô đó là có chồng không? Dạ không, ni cô phải hành tâm niệm Phật chứ không được lấy chồng. Dạ kiếp này con lấy chồng không? Dạ không, con không chịu, con chỉ muốn niệm Phật ăn chay là được rồi. Mình niệm Phật ăn chay là mình có thể là mình lớt dữ lắm rồi. À, vậy là quyết tâm là không lấy chồng đúng không? Dạ, mình phải ăn chay niệm Phật mới được. Nghe con không lấy chồng chị buồn không chị? Không, chị cũng mới đầu tiên thì chị nghe một vị sư cô ở dưới điện Diêm La Vương ở dưới Mẹ Nam Hải á, nói bé này là sau năm 20 tuổi nó sẽ đi tù. Cái tên của bé nói lên luôn, nhưng mà lúc đó chị đâu có nói tên cho cái vị sư đó biết đâu. Cái vị sư đó nói bé con là lính của Quan Âm với lại đệ tử của Quan Âm, lính của Quan Âm. Con là lính của Quan Âm với lại đệ tử của Quan Âm. Thì lính với đệ tử thì giống nhau đó, nhưng mà sao con biết điều đó? Dạ Nico nói con, giờ con biết rồi. Ủa vậy hả? Nico nói con lúc con hồi nhỏ là con đã nghe Nico nói rồi. Là Nico nào? Nico trong cái câu chuyện của chị hả? Không, bé nó ngủ nó cứ thấy Nico nào đó. À. Nó thấy mình Nico, nó là con sẽ đi tu và con là đệ tử của Quan Âm. Con... Dạ, là mình quay lại cái khúc mà hồi nãy chị nói từ 3 tuổi là phát hiện nói chuyện với thằng tài thổ địa, sau đó là diễn biến câu chuyện như thế nào nữa chị? Thì bé nó không có ăn, là thứ nhất là chị thấy nó ăn chay nè. Và nói chuyện với ông thằng tài với ông địa, rồi sau đó cái đen trên đường đi, chị chở xe đi làm đi chơi đi gì đó, là bé là đọc kinh trên đường đi á, thay vì người ta hát nó là đọc kinh. À. Nó đọc là chú giảng sanh. Nó nói là chú giảng sanh nè, chị mới nói ủa chú giảng sanh là chú gì vậy? Cái nó con đọc cho mẹ nghe, đâu con đọc bài chú giảng sanh coi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Phật Luật Diện Ước, nhất Phật chức dễ ngũ phi ngũ bá đồng danh đồng hiệu đệ từ đệ vi, cứu độ chúng sanh A Di Đà Phật. Đó, thì trên đường đi chị nghe bé đọc về, chị mới hỏi ủa sao con biết bài này? Nó con tự biết bài này, nhưng bài này là bài chú giảng sanh đó mẹ. Nếu như mình đọc bài này thì sẽ như thế nào? Là một ngàn người trong đó sẽ được siêu thoát hết. Trong đâu? Ở trong địa ngục thì mình được siêu thoát, được về cõi trời hết. Nếu là mình đọc cái bài đó thì 1000 người dưới địa ngục sẽ được siêu thoát. Nó kêu mẹ phải đọc chung với con để mà giúp mấy người ở dưới đó, người ta đang khổ. Nó kêu mẹ cứ đọc chung thì nên đọc chung với bé. Xong rồi sau đó chuyển sang á, mấy ngày sau thì bé đang nằm á, thì bé